Kỷ nguyên cho một vẻ đẹp trẻ mãi không già bắt đầu từ hôm nay. Tại Mỹ, mỗi năm có 11 triệu người chi tiêu hơn 13 tỷ đô la để được trẻ hơn. Hôm nay, bí mật của sự trẻ trung cũng đã được khám phá cho mọi người. Kỹ thuật Agelock mang tính đột phá của tập đoàn Nu Skin đã nắm bắt được căn nguyên với sự lão hóa. Bằng cách xác định hệ gen nào ảnh hưởng đến sự thanh xuân và tái tạo chúng. Với kỹ thuật Agelock của Nu Skin, chúng tôi đảm bảo việc giữ cho bạn vẻ ngoài tươi trẻ không còn là mơ ước. Những nghiên cứu gần đây đã chứng minh được căn nguyên của việc lão hóa phụ thuộc vào hệ gen của con người. Gen, nguồn gốc của mọi sự sống và cũng là nguyên nhân dẫn tới lão hóa. Và cơ thể con người được kết tạo bởi 25.000 đơn vị gen khác nhau, nắm các vai trò quan trọng trong các cấu tạo tế bào. Tin vui cho cả nhân loại, Nu Skin đã tạo nên được một bước đột phá với công nghệ chống lão hóa Agelock, vận hành như một tác nhân đầy quyền năng và có thể xác định một cách chính xác những gen dẫn tới quá trình lão hóa và điều chỉnh chúng thành những gen tươi trẻ. Khi bạn nhìn trẻ trung hơn, đó cũng là kết quả từ quá trình tranh đấu của những gen trẻ để tái tạo và tránh những hư tổn. Những nghiên cứu của Agelock đã xem xét Eugene Cluster như một bộ cân bằng nhằm kiểm soát khả năng tái tạo và tránh hư tổn của hệ gen. Khi nó không còn hiệu quả đối với việc tổn hại của gen theo thời gian. Hệ gen ở gan là một ví dụ. Khi có những thay đổi tiêu cực, chúng sẽ làm giảm chức năng hoạt động căn bản của gan. Tuy nhiên, khi khả năng tự tái tạo lớn hơn khả năng hư hại, gan sẽ tự động chuyển hóa lại tình trạng hoạt động ban đầu của nó và phục hồi các tổn hại. Khả năng tái tạo không chỉ mang đến sự hữu ích đối với các cơ quan nội tạng trong cơ thể của bạn, mà còn với cả những thành phần cấu tạo nên bên ngoài bề mặt da của bạn. Công nghệ Agelock minh chứng cho việc tái tạo chỉ diễn ra trong vòng 7 ngày và trả lại cho bạn vẻ đẹp tươi trẻ nhanh chóng. Thông qua các nghiên cứu nhằm xác định gen gần đây đã chứng minh rằng Agelock hoàn toàn có khả năng tái tạo hệ gen. Kỹ thuật Agelock đảm bảo việc chuyển hóa sự hình thành hắc tố của da qua melanin, khiến da hồng hào hơn. Đề cập tới việc phát triển vượt trội nhằm đạt được hiệu quả hạn chế sự hình thành của hắc tố thông qua bản đồ gen. Kết quả về sự thay đổi trên cơ thể cho chúng ta thấy công nghệ Agelock có đầy đủ khả năng để tái tạo lại làn da của bạn và đồng thời cũng kéo dài được sự dẻo dai của tế bào da. Chỉ với công nghệ Agelock của Nu Skin mới có thể xác định, tái tạo và đo đạt được những biến đổi của những gen tươi trẻ bằng việc tiếp cận trực tiếp đến căn nguyên lão hóa. Và hiện nay, công nghệ Agelock của Nu Skin cũng có thể được áp dụng rộng rãi cho mọi người trên khắp thế giới, đem đến cho bạn một cuộc sống khỏe mạnh, đầy sức sống. Vẻ đẹp vĩnh cửu không còn là mơ ước với Agelock.